Em xin chào anh chị và các bạn, đặc biệt là các anh chị đang theo dõi video này của channel Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay ở tại showroom Hyundai Bắc Ninh, em Tuyền tư vấn bán hàng, xin giới thiệu với cả anh chị những dòng xe. Em sẽ điểm mặt đặt tên những dòng xe hiện tại đang có sẵn xe để giao ngay tại đại lý Hyundai Bắc Ninh bên em. Và đầu tiên trước mặt anh chị đây, anh chị có thể thấy là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp màu đen. Đó. Santa Fe thì được ra mắt tại thị trường Việt Nam, bản facelift này thì đầu năm 2021, và có những cái điểm nổi bật thay đổi so với cả phiên bản trước thì có thể kể đến là đèn mặt ga lăng trước này, hệ thống đèn la răng, rồi đặc biệt là hộp số đã chuyển sang hộp số nút bấm. Và Hyundai Santa Fe được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, đó là 2 phiên bản máy xăng và 2 phiên bản máy dầu. Máy xăng tiêu chuẩn thì giá niêm yết là 1 tỷ 030, máy dầu tiêu chuẩn thì là 1 tỷ 130 triệu, và máy xăng cao cấp là 1 tỷ 240 triệu, và máy xăng mà máy dầu bản cao cấp là 1 tỷ 340 triệu. Thì hiện tại chính sách giá của tháng 7 thì anh chị muốn biết về dòng xe Santa Fe thì có thể liên hệ với cả em Tuyền, em để số điện thoại trên màn hình. Thì phiên bản Hyundai Santa Fe này thì được phân phối với 6 màu ngoại thất, thì có thể kể đến là màu trắng, màu đen, màu đỏ đô và màu xanh đại dương là những cái màu phổ biến nhất. Còn màu vàng cát và màu bạc thì sẽ là màu ít hơn, thiểu số hơn. Cùng đến với dòng xe tiếp theo thì em xin giới thiệu, đó là chiếc Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn màu trắng. Thì Tucson được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ hồi cuối năm 2021 với 4 phiên bản, đó là phiên bản máy xăng tiêu chuẩn giá niêm yết là 825 triệu, phiên bản xăng đặc biệt giá niêm yết là 925 triệu, và phiên bản xăng turbo 1.6 giá niêm yết là 1 tỷ 020 triệu, và dầu đặc biệt 1 tỷ 030 triệu. Thì chiếc Hyundai Tucson được được phân phối với 7 màu, đó là màu những cái màu cơ bản nổi bật nhất, đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ đô và màu xanh dương. Còn màu ghi vàng, vàng cát và bạc thì cũng là những màu thiểu số hơn. Đó. Thì chiếc Hyundai Tucson này thế hệ mới này thì đã có chiều dài, thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, nội thất ngoại thất nó là chiếc All-New Tucson hoàn toàn mới, thay đổi toàn diện về kích thước cũng như là công nghệ và trang bị tiện nghi trên xe. Thì anh chị quan tâm thì cũng xin vui lòng gọi cho em qua số điện thoại em để trên màn hình. Vâng, và cùng đến với chiếc xe tiếp theo. Ở đây em có, đó là chiếc Hyundai Grand i10, chiếc xe được gọi là vua phân khúc hạng A ở thời điểm hiện tại, với một thiết kế hoàn toàn mới so với thế hệ trước. Xe 10 được ra mắt từ cuối năm 2021, và anh chị có thể thấy là vẻ bề ngoài của chiếc xe hạng A rất chi là nổi bật. Tuy là hạng A nhỏ nhất nhưng mà thiết kế với kích thước tương đối là lớn, với chiều dài cơ sở tốt, cho không gian bên trong của i10 là rộng nhất phân khúc. Đó, anh chị có thể thấy i10 thì được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản, đó là 3 phiên bản bản hatchback, nghĩa là anh chị mình hay gọi là bản một đầu, và 3 phiên bản là bản sedan hai đầu. Thì bản hatchback thì em có phân phối là 3 bản, đó là một bản là số sàn bản thiếu, một bản là số sàn bản đủ, và một bản là số tự động bản đủ. Thì đây, số tự động bản đủ, chiếc xe này bên em hiện tại đang có giá bán là 435 triệu và cũng là giá niêm yết luôn. Anh chị có thể lựa chọn. Về màu sắc thì chiếc xe được trang bị với 5 màu phổ biến là màu trắng, màu đỏ tươi và màu xanh dương và màu bạc. Còn màu vàng cát thì em thấy cũng
xuyên hệ ít thôi. Thì anh chị có thể là mình xem mệnh và bản mệnh của mình để hợp phù hợp với những cái màu sắc riêng. Và cuối cùng một chiếc xe trong phân khúc vua xe hạng B và luôn luôn nằm trong top 1, top 2 của top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam, đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động. Đây là bản đặc biệt bên em. Màu màu này của Accent thì gọi là màu vàng cát. Và Hyundai Accent được trang bị, ngoài màu vàng cát này thì còn được trang bị màu trắng phổ biến, màu đen, màu đỏ, màu ghi vàng và màu bạc. Thì thường thường ngoài những cái màu trên thì màu bạc được sử dụng nhiều trong chạy xe dịch vụ, và một màu trắng cũng góp phần vào trong những chiếc xe chạy dịch vụ. Còn mọi các màu khác thì đều được anh chị ưa chuộng và sử dụng. Đó, Hyundai Accent thì cũng có rất là nhiều công nghệ nổi bật trong phúc xe hạng B, đó là đèn ngủ từ xa, đèn chiếu góc, rồi mở cốp tự động. Khi mà anh chị có chìa khóa đứng bên cạnh thì chiếc cốp sau tự động mở, có gió điều hòa ghế sau và cửa sổ trời. Đó, chiếc xe Hyundai Accent thì cũng ra mắt với 4 phiên bản, đó là phiên bản số sàn bản thiếu với giá miết là 425 triệu, số sàn bản đủ là 475 triệu, số tự động bản tiêu chuẩn là 504 triệu, và số tự động bản đặc biệt trước mặt anh chị đây với giá miết là 545 triệu. Thì tháng này bên em cũng về khá nhiều Accent. Thì anh chị, em nghĩ là thời điểm này là thời điểm giữa năm và giá xe cũng đang tầm tốt so với cả thời điểm từ giờ đến cuối năm. Thì em nghĩ thời điểm này là rất phù hợp để cho anh chị có thể mua xe để mình tránh mưa, tránh nắng, tại vì thời tiết bây giờ rất chi là khắc nghiệt. Đó, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, cho bản thân anh chị và gia đình, và những cái sự tiện nghi của xe Hyundai mang lại cho anh chị. Thì hôm nay em xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị quan tâm về những dòng xe nào của Hyundai, xin vui lòng liên hệ với cả số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào anh chị và cảm ơn anh chị đã quan tâm và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi.